Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip đập hộp cho các bạn xem một cái cục thu phát không dây. Hiện tại là cái thu phát không dây này đang là cái cục thu phát gần như là tốt nhất thị trường rồi. Tên nó là Relay G10S. Cái con này có thể truyền được sóng 24 bit là cái chất lượng nốt lép luôn. Và cái độ trễ của nó rất là thấp, dưới 2 mili giây. Nhưng mà quan trọng nhất là cái chất lượng âm thanh nó truyền tải, nó được giữ gần như là nguyên bản trong quá trình mà truyền tải. Thì như cái sáo điện ấy, rất là nhiều cái cây sáo mà cái ví dụ như là đặc biệt là cái cây i30 này, cái chất lượng âm thanh của nó, đầu ra của nó là cực kỳ nét luôn, chuẩn phòng thu. Cho nên là với một cái không dây bình thường, cái này là mình hay giới thiệu cho các bạn cái loại không dây như thế này, thì nó độ trễ cũng khá là thấp, nhưng mà ngược lại thì cái chất lượng âm thanh truyền tải nó sẽ bị yếu đi trong cái quá trình truyền tải. Nên là mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ này. Cái bộ này là chất lượng âm thanh của nó được giữ nguyên nhá. Thì trong một cái bộ này nó sẽ có hai cái bộ phận. Một, đây là cái cục này là cục thu này. Và nó sẽ đóng vai trò là cái cục vừa là để nhận tín hiệu và vừa là sạc lại pin cho cái cục phát này. Đây. Thì cái thiết bị này được nhập khẩu chính hãng bởi Yamaha Việt Nam luôn nhá. Giá bán lẻ của nó đâu đó khoảng 7,3 triệu một bộ. Đây thì mình đập hộp cho bạn xem. Trong này nó sẽ có một cái cục sạc. Ở đây sẽ có một cái cục sạc 9V để cấp nguồn cho cái đốc sạc. Tiếp theo đây là sẽ có một cái dây kết nối này. Dây này vừa để sạc vừa là để kết nối luôn. Và cái thiết bị chính của chúng ta là chỉ có hai cái thôi. Một, đây là cái cục thu này. Và đây là cái cục phát. Cái sản phẩm này được bảo hành chính hãng bởi Yamaha Việt Nam luôn. Bảo hành 1 năm. Trong thời gian đầu tiên mà bị lỗi này là 1 đổi 1 luôn. Thì mình hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem cả hai thiết bị này nhé. Cái không dây mà để mà truyền được lốt lép thì bây giờ gần như là trên thị trường đang rất là hiếm các bạn nhé. Đây. Đây. Thì khi mà các bạn cắm cái này vào trong cái thân của cái bộ phận này, nó sẽ tự động sạc luôn cho cái thiết bị này. Thì một cái này nó có thể sử dụng đâu đó là được khoảng 6 tiếng liên tục. Đấy, và cái bộ phận này cũng có thể là chỉnh được đến 12 kênh trong quá trình mà các bạn đi biểu diễn các cái hội trường lớn mà trong cái đấy mà có bị trùng sóng chẳng hạn. Thì cái này nó sẽ có thể là tự động nhảy kênh, hoặc là mình có thể cài đặt các kênh cho nó luôn. Thì không sợ trong các cái trường hợp trùng sóng nhá. Đấy, hoặc là ở đây đằng sau của nó sẽ có những cái cổng kết nối này. Cái cổng này sẽ là cái cổng sạc 9V. Nó sẽ đi kèm theo cái thiết bị này. Đây là cái cổng sạc USB thông thường. Và đây là nó sẽ có hai cái cổng xuất ra nhé. Một cái cổng 6 ly cho những cái thiết bị mà mình kết nối ngắn. Còn cái cổng này sẽ sử dụng cho những cái kết nối khi mà ở cái khoảng cách rất là xa. Đấy. Thì cái chất lượng của nó mình đã test thử so với cái này mình hay giới thiệu cho các bạn đấy. Cái này giá của nó đâu đó khoảng là 1,5 triệu. Thì cái thiết bị này 7,3 triệu liền, nên chắc chắn là chất lượng mình so sánh không thể so sánh nổi. Đấy, nó cái chất lượng âm thanh nó truyền tải ra là rất là kinh khủng, khủng khiếp luôn. Ok, clip đập hộp thì mình giới thiệu ngắn cho các bạn như vậy. Mình sẽ test làm những cái clip test âm thanh cho các bạn xem một cách kỹ càng hơn. Xem là cái chất lượng nó ra làm sao. Mà đối với những anh em mà sử dụng để biểu diễn chuyên nghiệp ấy, thì mình nghĩ cái con này là cái con gần như là đỉnh của chóp rồi, số 1 luôn. Vậy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào.